Trong 3 ngày 27, 28 và ngày 29 tháng 12 năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện Tân Lạc đã phối hợp với các công ty, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện tổ chức chương trình trao tặng 317 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã Quyết Chiến, Tử Nê, Thanh Hối và thị trấn Mã Đức. Tới dự có đồng chí Đinh Phi Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc. Tổng giá trị của số thẻ bảo hiểm y tế lần này là trên 120 triệu đồng do Bảo hiểm xã hội huyện Tân Lạc là cơ quan thường trực vận động các công ty, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong toàn huyện tài trợ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình lễ phát động tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, nhằm hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời, góp phần chăm lo sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các công ty, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện. Thời gian qua đã đóng góp tích cực cho các hoạt động an sinh xã hội. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa, sẽ tiếp thêm niềm tin ấm áp, mang lại hy vọng được chăm sóc sức khỏe cho người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân đạo, sẻ chia của chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân.